đây là bài 2 trong loạt bài Tiếng Trung Giao Tiếp của Hội Quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Bây giờ hãy học cách nói tên các nhân vật trong bài. Đinh Lực Ba là tên một học sinh người nước ngoài. Tiếng Lỷ Bua. Tiếng. Tiếng. Lỷ. Lỷ. Bua. Bua. Tiếng Lỷ Bua. Tiếng Lỷ Bua. Hãy nhắc lại Đinh Lực Ba. Tiếng Lỷ Bua. Anh trai. Cưa cửa. Âm Hán Việt là ca ca. Cưa. Cưa. Cưa cửa. Cưa cửa. Hãy nhắc lại anh trai. Cưa cửa. Hãy nói Lina. Lín nả. Lục Phú Bình. Lù Ủy Phiến. Bố mẹ. Bà bà mama. Bà bà mama. Bố mẹ bạn có khỏe không? Nǐ bà bà mama hǎo ma? Nǐ bà bà mama hǎo ma? Họ đều rất bận. Tà mèn dōu hěn máng. Tà mèn dōu hěn máng. Bạn trai. Nán phớng yǒu. Bạn gái. Nǔ phớng yǒu. Bạn gái anh có khỏe không? Nǐ nǔ phớng yǒu hǎo ma? Nǐ nǔ phớng yǒu hǎo ma? Cô ấy rất khỏe. Tā hěn hǎo. Họ đều rất khỏe. Tā mèn dōu hěn hǎo. Chúng tôi đều rất bận. Wǒ mén dōu hěn máng. Hãy nói các bạn. Nǐ mén. Nǐ mén. Chào các bạn. Nǐ mén hǎo. Nǐ mén hǎo. Hãy nói Lina, Lục Vũ Bình, chào các cậu. Lina, Lù Ủy Phiếng, nǐ mén hǎo. Lina, Lù Ủy Phiếng, nǐ mén hǎo. Chào cậu Đinh Lực Ba. Nǐ hǎo, Đinh Lǐ Bō. Nǐ hǎo, Đinh Lǐ Bō. Anh trai bạn. Nǐ cưa gǎ. Nǐ cưa gǎ. Bây giờ hãy nghe cách nói em trai. Tì tì. Âm Hán Việt là đệ đệ. Tì. Tì. Tì tì. Tì tì. Hãy nói em trai. Tì tì. Tì tì. Em trai tôi. Wǒ tì tì. Wǒ tì tì. Em trai bạn. Nǐ tì tì. Nǐ tì tì. Em trai cô ấy. Tha tì tì. Tha tì tì. Anh trai bạn có khỏe không? Nǐ cưa gǎ hǎo ma? Nǐ cưa gǎ hǎo ma? Thế còn em trai bạn thì sao? Nǐ tì tì nè? Nǐ tì tì nè? Bố mẹ bạn thì sao? Nǐ bà bà mama nè?
Nếu bà và ma mà nơ. Họ đều rất bận phải không? Tha mần tô khẩn máng mà. Hay nói lại, đi ngược ba. Đi nghỉ bua. Lina. Lín nả. Lục vô bình. Lùi piếng. Hay nói, anh trai, em trai. Cưa cửa, tỉ tỉ. Cưa cửa, tỉ tỉ.